Kênh Tây Phương mến chào tất cả các anh chị ạ. Mình đang ở cái khu shop house của Phú Cường nè các anh chị. Chỗ này thì rất là đẹp rồi, thì mình cũng có quay rất là nhiều video để quay những chỗ này dưới đây rồi. Còn bên kia là đảo Phú Gia thì các anh chị cũng đã biết rồi. Thì mình hôm nay mình sẽ làm cái clip để đi một cái vòng ở dưới đường cặp bờ biển của Kiên Giang nè anh chị. Rồi sau đó mình sẽ đi qua quảng trường Trần Quang Khải, rồi mình đi ra đường Trần Quang Khải. Khu đó rất là rộng, rất là lớn của tỉnh Kiên Giang nha anh chị. Phía bên tay phải của mình là một cái căn biệt thự hoành tráng. Chỗ này chắc sau này sẽ thành một cái biệt thự hoành tráng nhất của Rạch Giá. Nghe nói định làm cái nhà này cỡ 100 tỷ gì đó. Này là chuyên thu mua hải sản các anh chị. Thì cái người ta cũng đã làm biết nhiêu năm rồi mới có thành quả được như ngày hôm nay. Người ta xây cái nhà cho nó đáng luôn. Chỗ này là chỗ đường Tôn Đức Thắng, bờ biển thì phía bên tay trái. Còn phía bên tay phải là các nó còn những cái khu đất trống này, hình như là mấy cái dãy đất để người ta xây biệt thự các anh chị. Nhưng mà tại người ta chưa xây. Nãy giờ các anh chị thấy phía bên tay phải toàn người ta xây biệt thự thôi à. Thì người ta bán cái nền rộng vậy đó để người ta xây những căn nhà to vậy nè. Nhà nào nhà nấy ở cặp mé biển rồi đều rất là hoành tráng, rất là đẹp. Tới cổng chào nè các anh chị. Phía bên tay trái là cái quán cà phê Bến Du Thiền. Nó có một cái cầu cảng đi ra ngoài biển cũng hơi xa xa, chụp hình rất là đẹp nha anh chị. Anh chị nào mà muốn chụp hình gọi là cảnh hoàng hôn thì xuống đó chụp là ý tưởng. Chỗ này là chỗ ranh giới giữa khu lấn biển cũ với khu lấn biển mới nè các anh chị. Chỗ này nè, chỗ này ngay cái đường này nè, từ đường này trở về Phú Cường là của Phú Cường, từ đây trở về tới trong Rạch Giá là ngày xưa của cái công ty ngày xưa người ta xây cái lấn biển khúc giai đoạn đầu. Thì giai đoạn đầu làm cũng không có hoành tráng như giờ đâu các anh chị, tại chưa có đấu nối được với ngay chỗ Phan Thì Gàn với 3 tháng 2 kéo dài quá nên nhìn nó cùng sao á, chỉ có một cái đường đi lên như chỗ đường Đống Đa thôi nên nó rất là bất tiện giao thông. Phía bên tay phải mình ngay chỗ cao cao là quảng trường Trần Quang Khải nha anh chị. Thì chỗ này các hoạt động vui chơi giải trí này nọ đó thì người ta cái gì mà có quy mô lớn á, mà cần ngoài trời á, thì người ta sẽ xuống đây người ta tổ chức. Tết năm rồi thì vừa bắn pháo bông ở đây rất là đẹp. Phía bên tay phải mình có một cái tòa nhà, đó là tòa nhà của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang á. Bây giờ các cơ quan nhà nước người ta cũng dời xuống đây rất là nhiều rồi. Phía sau lưng của Bảo hiểm xã hội này là cái bên đó là kho bạc nhà nước. Đó, mình đang đi cặp cái quảng trường cho các anh chị xem á. Nó rất là dài, rất là rộng à. Thì đúng rồi đó, một cái tỉnh thì nên cũng phải có một cái quảng trường to gì để có những hoạt động gì đó thì cận nơi rộng rãi tổ chức thì nó cũng rất là đẹp. Đường Trần Quang Khải này cái đường cũng to muốn nhất nhì Kiên Giang các anh chị. Mình thấy như khoảng 4-5 lần xe gì đó, thì cộng thêm một cái lần xe máy nữa thì ra 5 lần xe, hai bên là 10 lần xe. Cái tòa nhà cao cao đó là chi cục thuế tỉnh Kiên Giang nè anh chị. Đó, nãy giờ mình chạy được nửa vòng rồi đó. Phía trước là bờ biển. Phía trước là bờ biển. Người ta đang xây dựng cái đảo Hoàng Gia ở chỗ đó, đó anh chị. Thì giờ đang làm bờ kè vòng vòng rồi. Thì chắc cũng chuẩn bị bơm cát vô đó. Thì khi mà bơm cát xong thì người ta sẽ xây dựng, mà nó sẽ làm tách biệt ra bên ngoài, sau đó sẽ có xây hai cái cầu, một cái cầu đi chiều ra, một cái cầu đi chiều ra vào, thì rất là đẹp. Mình nhìn thấy trên cái bản vẽ nó nhìn rất là đẹp các anh chị. Đó, mình chạy một vòng khu quảng trường rất là rộng cho các anh chị xem nha. Quảng trường này nó nằm ngay chỗ đường Trần Quang Khải xuống nên người ta hay gọi là quảng trường Trần Quang Khải.
có đèn chiếu hết á. Ban đêm á thì ở đây á người ta có mấy cái chuyện mà xe điện đó anh chị, xe điện nhỏ nhỏ đó, thì mấy đứa thiếu nhi nhỏ nó rất là thích xuống đây, thì xe điện chạy rất là nhanh, cũng rất là đèn cũng rất là đẹp, nên mấy đứa nít phái ở đây với anh chị, tối tối là nhóc chân chạy cũng đẹp cũng hay. Nói vậy là mình đã đi giáp vòng quảng trường Trần Quang Khải rồi nha các anh chị. Bây giờ mình sẽ quẹo qua bên đường Trần Quang Khải để mình quay một vòng nữa cho các anh chị cùng xem nha. Khúc này khúc vẫn còn 3 tháng 2, nhưng mà Trần Quang Khải là mình quẹo phải. Phía bên đây vẫn còn công viên, nên phải nói là cái đường này tính ra về ngang là nó rất là rộng kinh khủng. Mà các anh chị đếm nha, 1, 2, 3, 4, 4 là xe ô tô và 1 là xe máy bên trong. Là mới có một bên đường thôi nha các anh chị. Còn phía bên kia nữa, còn phía bên tay phải á, là cái công viên. Rồi sau đó mới tới cái dãy nhà bên trong nữa. Nên khu này rất là rộng. Thật sự mà nói, có tiền mua khu này ở mới ý tưởng. Rất là rộng, đường rộng thoải mái, mà công viên rồi tập thể dục cũng rất là lý tưởng. Ngay mé biển nữa, gió mát nữa, tập thể dục nó thì còn nhiều bạn. Rồi hồi trước là đường này đường lớn nhất rồi đó, còn bây giờ nó có làm cái đường Phan Thị Ràng xuống thì như cũng ngang ngang đường này á. Mình cũng thấy như mỗi bên cũng ba làn xe rồi thêm một làn xe máy. Đường này đâm ra thẳng là ngay chỗ Nguyễn Kim đó các anh chị, Nguyễn Kim với Bưu Điện tỉnh Kiên Giang. Còn ngay chỗ này là dòng xe ngay chỗ giao nhau giữa Trần Quang Khải với Quang Kỳ. Mấy cái chỗ trang trí bông hoa này từ hồi Tết tới giờ vẫn còn nè. Về bất động sản khu này thì hồi trước nó cũng chậm một cái thời gian, thì do nó không còn là cái đường chính nữa đó. Ngày xưa là cái đường này rộng quá, thấy lý tưởng quá, tưởng đâu là nó sẽ phát triển phật lên. Nhưng mà khi mà làm cái đường Phan Thị Gàng ở đằng kia thì người ta đi cái đường Phan Thị Gàng nhiều hơn, nên đường này bắt đầu nó chậm xuống, nó trùng xuống. Tuy nhiên khi mà khởi động là cái dự án mà đảo Hoàng Gia các anh chị, thì cái khu này bắt đầu nó sống lại, như giá nó cũng đã tăng lên cũng đáng kể. Chỗ này trang trí từ hồi Tết tới giờ nè các anh chị. Thì dạo gần đây thì người ta đã làm rất là nhiều đường để nó thông lên giữa khu lấn biển với đường Nguyễn Nhân Trạch rồi. Ngày xưa giờ thì của mình là đường Nguyễn Nhân Trạch là đường chính, nên đi lúc nào cũng là đi đường Nguyễn Nhân Trạch. Nhưng mà sau này mình có làm thêm cái đường 3 tháng 2 với cái đường Tôn Đức Thắng ở dưới rồi, nên nó chia sẻ lưu lượng giao thông cũng ok. Rồi sau này có làm thêm mấy cái đường ấy để thông xuống nữa thì nó quá lý tưởng. Thì đường này một trong những đường thông đó các anh chị, là đường Trần Quang Khải, nó thông xuống rất là rộng. Chỗ đối diện mình là siêu thị điện máy Nguyễn Kim, một trong những siêu thị điện máy xuống cây đầu tiên, mà bây giờ nó cũng hơi vắng khách rồi các anh chị. Giờ mình thấy hình như là điện máy xanh á, với điện máy chợ lớn á, nó có cái ưu thế cạnh tranh nhiều hơn. Cái điện máy xanh á, thì người ta phục vụ rất là tốt, rất là ok, giá cả thì cũng phải chăng. Còn bên siêu thị điện máy chợ lớn á, thì cái giá thường thường nó nằm trong cái tầm nó rẻ hơn, rẻ hơn so với chỗ khác, nhưng mà phục vụ thì nó không bằng điện máy xanh, thì mỗi chỗ nó có ưu thế riêng. Đây là Bưu Điện tỉnh Kiên Giang nha anh chị, để mình đi vào Bưu Điện để mình gửi thư một cái. Thì cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi kênh Tây Phương trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các anh chị ở video lần sau. Các anh chị thích thì hãy đăng ký kênh của mình để mình thay cập nhật những video mới nhất cho các anh chị cùng xem nha. Cảm ơn tất cả các anh chị ạ.